quá, nóng quá mấy bạn ơi, trời nắng quá, nắng quá, nắng quá, nắng quá. Sài Gòn về mùa này nắng nóng các bạn ơi, không thể nào mà ở ngoài đường nổi. Và bây giờ mình sẽ đi vô nhà để mình tìm một cái giải pháp làm lạnh ha. Các bạn cùng đi theo mình vô. Xin chào tất cả các bạn, có lẽ đây là cái cách chống nóng hữu hiệu nhất ở cái Sài Gòn về mùa nóng đực này ha. Và hiện tại mình đang rất chi là lạnh. Mình đang ở trong một cái căn phòng, phòng này là phòng ngủ, cũng là phòng làm việc, cũng là phòng học của con mình luôn. Hôm nay mình vận dụng hết tất cả các thứ có thể để làm, tất cả các thứ để mà làm lạnh cái căn phòng này, lên bao gồm là máy lạnh, quạt nước, rồi một chiếc quạt kia có bao nhiêu nước đá mình ra mình bài trước để cho gió nó thổi, nó làm lạnh tất cả tụ hội về một cái góc chỗ này. Và hiện tại bây giờ mình rất là lạnh, không phải như ngoài trời nha các bạn. Đang thưởng thức món mì Doraemon. Ok, để so sánh nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài, bây giờ mình sẽ mở cửa đi ra ngoài để mình so sánh được nhiệt độ bên ngoài ha. Coi thử nó có nóng hơn bên trong không. Thật sự mà nói là bên ngoài nó nóng như một cái lò thiêu luôn. Giờ mình bước vô trong đây đúng như là một cái thiên đường. Nó lạnh, nó mát, gợi gợi luôn mà mình phải đắp chùm mền ăn mì gói ha. Ok, đây là một cái video rảnh rỗi xin ông nội của mình về cái mùa nóng nực của Sài Gòn. Nếu các bạn nào ở Sài Gòn hay ở những cái vùng nào mà nóng nực, hãy thử cái cách của mình xem thử sao ha. Và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Tới giờ mình đi làm rồi các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đừng quên nhấn like.
nhấn subscribe, tức là đăng ký kênh. Và cuối cùng là hãy chia sẻ video của mình tới cho mọi người cùng xem nha. Bye bye.